thông điệp trái ngược của ông Trump và bà Harris trong trạng cuối tranh cử. Chỉ còn đúng hai tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục có những màn tăng tốc, với những thông điệp hoàn toàn khác nhau trong chiến dịch tranh cử để tìm cách giành được sự ủng hộ của những cử tri còn do dự tại các tiểu bang chiến trường. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tổ chức một buổi vận động tranh cử tại bang Bắc Carolina. Trong bài phát biểu, ông tập trung vào vấn đề khủng hoảng biên giới và cách điều hành đất nước của chính quyền đương nhiệm. Ông bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về an ninh biên giới và chỉ trích chính quyền hiện tại vì cho phép nhập cư không kiểm soát. Theo các cuộc thăm dò, nhập cư bất hợp pháp được cho là mối quan tâm hàng đầu của cử tri và ông Trump được đa số cử tri coi là người có khả năng giải quyết vấn đề này tốt nhất. Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng lá phiếu cử tri sẽ quyết định tương lai đất nước. Cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa việc nước Mỹ sẽ có thêm 4 năm thất bại và thảm họa, hoặc chúng ta sẽ bắt đầu 4 năm vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Phó tổng thống Harris hôm 21 tháng 10 cũng có cuộc vận động tranh cử lưỡng đảng cùng với cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney. Bà Harris bà đã cố gắng thuyết phục những phụ nữ bảo thủ ở vùng ngoại ô tại ba tiểu bang chiến trường ở Trung Tây rằng cựu tổng thống Trump là mối đe dọa đối với quyền phá thai, an ninh quốc gia và nền dân chủ. Chúng ta nhận thấy rằng ông ấy ngày càng bất ổn. Nhưng bạn không cần phải tin lời tôi, hãy lắng nghe những người hiểu rõ ông ấy nhất, những người đã làm việc với ông ấy tại Nhà Trắng, tại phòng bầu dục cựu tránh văn phòng của ông ấy, hai cựu bộ trưởng quốc phòng, cựu cố vấn an ninh quốc gia và tất nhiên là cựu phó tổng thống của ông ấy. Thời điểm này, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy cả hai ứng viên vẫn bám đuổi xích sao trên đường đua. Theo các cuộc thăm dò mới nhất của tờ The Washington Post, tại bảy tiểu bang chiến trường, không ứng cử viên nào dẫn trước đối thủ ngoài biên độ sai số, ngay cả ở giai đoạn cuối của cuộc đua. Hai ứng cử viên này hòa nhau ở Nevada, trong khi ông chăm dẫn đầu ở Arizona và Bắc Carolina, còn bà Harris dẫn đầu ở Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Cũng theo thăm dò tại các tiểu bang chiến trường 37% cử tri đã đăng ký chắc chắn sẽ ủng hộ bà Harris và 37% sẽ ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, 10% cử tri ở các tiểu bang chiến trường cho biết họ có thể sẽ ủng hộ ông Trump hoặc bà Harris, điều này đồng nghĩa là một phần năm số phiếu đó vẫn chưa được quyết định. Bên cạnh đó, một cuộc thăm dò của Emerson College cho thấy gần một phần năm cử tri, tương đương 17%, cho biết Họ đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai trong tháng qua. Những cử tri này có nhiều khả năng quyết định bỏ phiếu cho bà Harris 60%, hơn là ông Trump 36%. Mặc dù vậy, vị trí dẫn đầu toàn quốc của bà Harris đã giảm xuống chứ không tăng lên. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy, các vấn đề có tác động chính đối với cử tri thuộc các bang chiến trường là kinh tế, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024 tiết lộ yếu tố có lợi cho ông Trump, giúp lật ngược thế cờ phút chót. Một yếu tố quan trọng đáng lưu ý đó là sự ủng hộ ngầm từ cử tri. Có một phần cử tri không muốn công khai thừa nhận ủng hộ ông Trump. Trạng cuối đầy bất ngờ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút đầy căng thẳng và bất ngờ. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trước đó đã có một khởi đầu mạnh mẽ khi bà công bố tranh cử vào hồi cuối tháng 7. Tuy nhiên gần đây, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cựu Tổng thống Donald Trump đã cho thấy sự bứt phá bất ngờ trên cả mặt trận quốc gia lẫn các bang chiến địa. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy xu hướng ủng hộ cựu tổng thống Mỹ đang tăng lên đều đặn. Theo kết quả một cuộc khảo sát của Fox News thực hiện từ ngày 11 đến 14 tháng 10, ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, 50% so với 48%. Đây là một thay đổi lớn so với tháng 9 khi bà Harris vẫn còn dẫn trước với tỷ lệ tương tự. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò mới nhất của Washington Post, SCHR School cho thấy trong 7 bang chiến trường, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dẫn trước cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ở 4 bang. Cụ thể, bà Harris nhỉnh hơn ông Trump ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi Trump giành được nhiều sự ủng hộ hơn ở các bang Arizona và North Carolina. Còn ở Nevada, hai ứng cử viên này có tỷ lệ ủng hộ bằng nhau. Tại Georgia, bà Harris đang dẫn trước với 51% cử tri ủng hộ so với 47% ủng hộ ông Trump. Tại Wisconsin, tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Trump lần lượt là 50% và 47%. Ở Michigan, tỷ lệ ủng hộ bà Harris cũng hơn ông Trump 2%. Cả hai ứng cử viên đang cố gắng để giành được 19 phiếu đại cử tri của Pennsylvania, vốn là một bang chiến trường quan trọng nhất. Cuộc thăm dò của Washington Post, SCHR School được tiến hành từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 với 5016 cử tri tham gia khảo sát ở 7 bang chiến trường và có biên độ sai số là 1,7%. Còn theo khảo sát của The Hill Decision Desk Hàn Quốc, bà Harris đang dẫn trước trăm 1,5% dựa trên tổng hợp các cuộc thăm dò tại bảy bang chiến địa. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng đáng lưu ý đó chính là cái được gọi là sự ủng hộ ngầm. Ông Aaron Mocock, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa, cho rằng có một phần cử tri không muốn công khai thừa nhận ủng hộ ông trong khi trả lời các cuộc thăm dò ý kiến, nhưng thực tế họ sẽ bỏ phiếu cho ông khi vào phòng phiếu. Điều này có thể lý giải vì sao một số kết quả thăm dò ban đầu không phản ánh chính xác tình hình thực tế. Đặc biệt là khi ông Trump vẫn luôn duy trì được một lượng cử tri trung thành. Như vậy, mặc dù Phó tổng thống Harris vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia, nhưng sự suy giảm ủng hộ dành cho bà trong những tuần gần đây, cùng với sự nổi lên của ông Trump ở các bang chiến địa, cho thấy khả năng đảo ngược tình thế của ông Trump là hoàn toàn có thể. Báo cáo về vụ ám sát hụt. Trong một diễn biến khác, nhóm điều tra hạ viện Mỹ vừa công bố báo cáo, chỉ ra những sai lầm then chốt về an ninh khiến ông Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7 báo cáo dài hơn 50 trang được nhóm 7 nghị sĩ Cộng hòa và 6 nghị sĩ dân chủ công bố sau khi hoàn tất giai đoạn 1 của cuộc điều tra vụ cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt tại buổi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Các nhà lập pháp kết luận cơ quan mật vụ Mỹ và những lực lượng phụ trách bảo vệ ông Trump đã có thiếu sót rõ rệt trong hoạch định và phối hợp trước sự kiện. Mật vụ Mỹ không đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho cảnh sát địa phương về nhiệm vụ đảm bảo an ninh vòng ngoài, được hiểu là mọi khu vực nằm ngoài vành đai an ninh cứng do cơ quan này đảm trách. Báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng tình trạng nhiều kênh liên lạc rời rạc đã mở ra cơ hội cho nghi phạm Thomas Matthew Crook né tránh cảnh sát và tiếp cận vị trí ngắm bắn. Tòa nhà nghi phạm ẩn nấp cũng được đánh giá là rủi ro, nhưng lực lượng an ninh không kiểm tra đám đông và khu vực đó. Từ cơ quan liên bang, cấp bang đến cấp địa phương đều có nhân viên từng chạm mặt Thomas Matthew Crook ở một số thời khắc quan trọng, nhưng không phát hiện âm mưu và không thể ngăn chặn nghi phạm kịp thời, báo cáo có đoạn. Theo nhóm điều tra hạ viện Mỹ, đây là những sai lầm then chốt dẫn đến lỗ hổng an ninh ở Butler, tạo cơ hội cho nghi phạm Thomas Matthew Crook nổ nhiều phát súng, khiến một khán giả thiệt mạng và cựu Tổng thống Mỹ bị thương ở vành tai. Bầu cử Mỹ, Ukraine có thể khiến ông chăm mất cơ hội chỉ trong tích tắc. Đảng Dân Chủ đang cố gắng hết sức để giữ cho cuộc tranh luận về việc tiến hành các cuộc chiến tranh của Israel ở Gaza và Liban được giới hạn trong một cuộc tranh cãi nội bộ về chính sách, với tác động bầu cử không đáng kể. Trong khi đó, những người ủng hộ Ukraine đang tham gia vào một nỗ lực phối hợp để khai thác sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa để đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump. Không rõ liệu cả hai có thành công hay không. Nhưng kết quả là, các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza đang có tác động quá lớn đến các khối cử tri chủ chốt ở một số tiểu bang dao động, theo các cử tri và nhà phân tích được tạp chí Rolling Stone phỏng vấn. Trong khi cả cánh tả và cánh hữu đều chia rẽ về nhiều khía cạnh của chính sách đối ngoại, Khoảng cách đáng chú ý nhất giữa dư luận đa số và lập trường của ứng cử viên là với ông Trump và thái độ phản đối của ông đối với Ukraine. Ông Trump đã nói một cách khó hiểu trong một podcast được phát hành vào tuần trước rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không bao giờ nên để cuộc chiến đó bắt đầu và Ukraine là bên thua cuộc. Những quan điểm như vậy có thể khiến ông mất cơ hội chiến thắng trước phó Tổng thống Kamala Harris. Đây là vấn đề chính trị mang tính quyết định và có khả năng gây chia rẽ nhất trong cuộc bầu cử có hậu quả quan trọng nhất trong thời hiện đại. Bauriek Hop, một nhà hoạt động chính trị từng phục vụ tại Iraq với tư cách là sĩ quan bộ binh của quân đội Mỹ cho biết. Tôi không biết có một vấn đề nào mà, Trump và Harris, khác biệt rõ ràng hơn Ukraine hay không, ông nói thêm. Trong khi các mô hình thống kê cố gắng dự đoán hành vi của cử tri có lẽ đã chứng minh rằng chúng gần với khoa học thuần túy như chiêm tinh học, thì rõ ràng là cuộc bầu cử này giống như tất cả các cuộc bầu cử khác trong nhiều thập kỷ sẽ được quyết định ở một số ít các tiểu bang dao động, có khả năng là với tỷ lệ xích sao nhất ở một số tiểu bang đó những cử tri từng là trung tâm cộng hòa ôn hòa trước thời ông trump hiện đang từ bỏ ứng cử viên của đảng mình và họ làm như vậy vì vấn đề ukraine 90% là do chính sách đối ngoại của ông ấy, John Fuse, một kỹ sư phần mềm 58 tuổi ở Michigan, cho biết. Fuse nói rằng ông là một đảng viên Cộng hòa từ chối bỏ phiếu cho ông Trump. Ông ấy không có nguyên tắc rõ ràng nào mà tôi có thể thấy, và đó là những gì đảng Cộng hòa từng có. Chiến dịch của Phó Tổng thống đang đổ nguồn lực vào việc thu hút những cử tri như Fuse, đặc biệt là ở Pennsylvania. Tuần trước, bà Harris đã bắt đầu chuyến đi đến tiểu bang chiến trường này nhằm vào những cử tri Cộng hòa bất mãn. Bà đặc biệt hy vọng thu hút những người ủng hộ cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người đã nỗ lực hết sức để giành được đề cử của góp, thể hiện quan điểm chính sách đối ngoại hiếu chiến của bà. Trong cuộc tranh luận tổng thống duy nhất giữa bà Harris và ông Trump tại Philadelphia vào tháng 9, Phó Tổng thống đã nhắm vào một nhóm người có động cơ đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine đó là người Mỹ gốc Ba Lan. Ông Putin sẽ ngồi ở Kiev với đôi mắt hướng về phần còn lại của châu Âu, bắt đầu từ Ba Lan, bà Harris nói với ông Trump. Và tại sao ông không nói với 800.000 người Mỹ gốc Ba Lan ngay tại Pennsylvania rằng ông sẽ từ bỏ nhanh như thế nào vì lợi ích và những gì ông nghĩ là tình bạn? Đảng Dân Chủ coi Ukraine là đòn bẩy hiệu quả để tác động đến cử tri ở các tiểu bang dao động vì vấn đề này chạm đến dây thần kinh của nhiều đảng viên Cộng hòa ôn hòa. Lập trường của ông Trump về cuộc chiến này vấp phải sự phản đối ngay cả ở các chiến trường bầu cử tiềm năm ở miền nam nước Mỹ.